Dạ vâng, kính thưa vị khán giả, đứng trước mặt quý vị đó là nghệ sĩ Ngọc Đáng và nghệ sĩ Cẩm Thu, có mặt trong ngày hôm nay, ngày tang lễ của nghệ sĩ Phi Dung. Dạ vâng, thưa má Ngọc Đáng cũng như là chị Cẩm Thu thì xin má Đáng cũng như là chị Cẩm Thu cho vài lời cảm tưởng trong ngày hôm nay ạ. Phải nói là hôm nay đến đây trong lòng mà không làm sao mà ngưng được điều xúc động được, là vì người con gái này rất có tâm và rất có tình. Riêng bản thân Ngọc Đáng nhớ là ngày bước sang qua Mỹ chỉ 3 ngày thôi, Phi Nhung là người đầu tiên chở Ngọc Đáng đi show. Và đi bay qua bên Austin đã khánh thành cái chợ Mỹ Thành. Cái kỷ niệm đó không làm sao mà Ngọc Đáng quên được. Và đó là một cái kỷ niệm rất đẹp của một người đồng nghiệp, một người con gái, gọi mình cũng gọi Ngọc Đáng bằng má. Con phải đưa má đi, đưa đi hát trong đêm đó, rồi là ngày hôm sau, sáng hôm sau là Phi Nhung và Mạnh Quỳnh đi qua Canada hát. Và Phi Nhung tận tay gửi văn hoàng: anh phải đưa má Đáng về tận nơi nha. Tại vì má Đáng mới qua, má Đáng chưa có biết đường đi nước bước gì hết. Đó là một cái kỷ niệm rất chân thành, rất đẹp giữa Phi Nhung đối với Ngọc Đáng. Dạ. Dạ, riêng với chị Cẩm Thu như thế nào thưa chị? Thu với Phi Nhung thì gặp ở Việt Nam nhiều hơn. Lúc mà Thu chưa qua Mỹ thì nói chung là cúng tổ nào cổ cũng nhắn: chị ơi, chị đang ở đâu, em chạy tới. Thì thật sự là cô này ca sĩ chứ cổ rất là chất phác, mà cổ rất là có hơi một chút nhút nhát trong đó. Thành ra là cái Thu mới nói là đi vòng vòng à, nói nhưng mà giờ chị đâu, em chạy tới rồi em đi với chị. Cái nói chị đang trong rạp thủ đô nè, nên là cô chạy tới. Cái là hai chị em gặp nhau thì cũng nói chuyện trên trời dưới đất rồi. Nhưng mà Thu với Phi Nhung thì chưa có hợp tác ở trong một cái chương trình nào hết, nhưng mà thật sự là hai chị em nói chuyện với nhau rất là nhiều, chuyện đời chuyện nghề, nhắn tin không. Ở Việt Nam cũng vậy, sau này Thu qua Mỹ thì Phi Nhung ở Việt Nam cũng hay nhắn tin cho Thu qua cái Viber: chị ơi, em có cái bài mới nè mà em nghĩ chị hát ở Mỹ là ok lắm. Cái bài này chị hát đi, em mua bản quyền rồi, chị không ngại bản quyền đâu, cái này của ca sĩ trẻ viết đó chị, nhưng mà nó viết cho em, thành ra là em muốn chị ca. Em muốn chị ca, hay là chị viết tân cổ chị ca đi chị. Đó là bài Phận Mồ Côi. Nhưng mà thật sự thì bên này Cẩm Thu rất là bận, mà Thu cũng hay sáng tác những cái bài. Nhưng mà thật sự là mình nghĩ là sáng tác cái bài từ cái tân nhạc qua giọng cổ thì ít nhất là mình phải để cái tâm trong đó, mình phải cảm được, rồi mình phải thấm những cái lời nhạc của người ta thì mình viết lên cái bài giọng cổ thì nó mới hay. Chứ còn nếu mà người gọi là viết, có viết thì Thu không viết, thì Thu có nhắn với Phi Nhung: em ơi, chị bận quá, hay là để chị rảnh rảnh cái chị phải nghe vài lần bài đó thì chị sẽ viết cái bài tân cổ. Nhưng mà rất tiếc là chưa kịp viết, rồi cũng chưa. Nó nói: ồ chị viết đi, rồi chừng nào chị viết xong có chị ca cho em nghe nha. Nó cũng hứa, nhưng mà thật sự rồi thời gian trôi qua cũng không ai nghĩ là Phi Nhung phải ra đi trẻ như vậy. Thật sự nó giống như một cái cơn ác mộng. Hồi lúc Phi Nhung bệnh nằm thì bao nhiêu tin đồn là mất này kia, rồi không mất cứ vậy. Nhưng mà thật sự mình cứ nghĩ trong bụng là con của ông tổ chắc ông không có rước đi sớm vậy đâu. Nhưng mà có lẽ là cái số kiếp, thành ra mình bắt buộc mình phải chấp nhận cái điều này. Nhưng mà bây giờ thì đến đây thật sự rất là đau xót khi nhìn hình ảnh của em, coi như một lời tiễn biệt gửi đến em gái Phi Nhung. Cảm ơn chị. Dạ thưa má Đáng, mới ban đầu thì con biết là đó là chị Phi Nhung. Khi nói gì chị Phi Nhung, người ta nói là mới đầu thì là gì, là ca sĩ Phi Nhung, sau này thì mới là nghệ sĩ Phi Nhung. Má Đáng thì trong giới nghệ sĩ thì không cần giới thiệu nhiều rồi. Má nhìn về cái khả năng của chị cũng như là cái cách thể hiện của chị trên sân khấu như thế nào thưa má? Phải nói là Ngọc Đáng cũng có may mắn là quay với Phi Nhung rất là nhiều phim. Phải nói đầu tiên Phi Nhung về Việt Nam là Ngọc Đáng quay cho Phi Nhung một cái bài nhạc, minh họa cho Phi Nhung một bài nhạc. Rồi sau đó là Lương Sơn Má Chúc Anh Đài, Phi Nhung với Mạnh Quỳnh. Rồi Hải Âu Phi Sứ cũng Phi Nhung với Mạnh Quỳnh. Rồi Mộng Trinh
là Phi Nhung với Kim Tử Long, rồi sau đó là Bến Đợi, toàn ekip của Thúy Nga. Dạ, phải nói là rất may mắn được quay với con rất là nhiều chương trình. Cô gái đó không những là ca nhạc mà nói về cải lương thì cô gái đó rất là tâm đắc ở trong lòng mình. Phải nói là nhiệt tình lắm, nhiệt tình để học lắm. Từ nhạc hồ quảng cho tới bài vọng cổ, cho tới những bài trong kịch bản đó, là lúc nào Phi Nhung cũng cố gắng để tập. Phải nói cái tâm huyết của một người nghệ sĩ, ca sĩ có trong Phi Nhung rất là nhiều. Vừa ca nhạc, vừa cải lương. Phải nói đó là một cái mất mát, một cái thiệt thòi nhất cho sân khấu, vừa nhạc và cải lương của mình. Dạ, vô cùng thương tiếc về cô gái đó. Dạ, Phi Nhung. Cảm ơn kính thưa quý vị cũng có mặt trong ngày hôm nay. Một người Tiến Dũng không cần giới thiệu, rất là gương mặt rất là quen thuộc trong cổ nhạc phương Nam của các bạn hôm nay, đó là anh nghệ sĩ Philip Nam. Thưa anh, có mặt trong ngày đá buồn như thế này, xin anh cho vài cảm tưởng với chị Phi Nhung nói riêng, hoặc là nói với Wendy, nói với gia đình của chị nói riêng chung ạ. Vâng, trước nhất thì cảm ơn Dũng có ngã ý hỏi về cảm tưởng của anh ngày hôm nay. Thì em cũng biết Phi Nhung là một người ca nghệ sĩ rất là nổi tiếng từ trong nước cho đến hải ngoại. Và trước đây, từ trước giờ thì anh chưa có một cái dịp nào mà đứng sân khấu chung với Phi Nhung lần nào. Nhưng mà có một lần đi chung máy bay. Có một cái kỷ niệm mà khoảng 20 năm mà lúc đó anh bắt đầu đi hát đó, thì cổ nói chuyện rất là dễ thương. Anh ơi, anh là kép cải lương mà tại sao anh để tên là Philip Nam? Thôi em là Phi Nhung, thôi anh để Phi Nam đi để mình làm anh em. Đó, rồi một lần đi hát ở... tiểu bang Milwaukee hay gì đó, lâu lắm rồi đó, thành ra tới bây giờ. Tuy nhiên thì trên bước đường Phi Nhung đi làm nghề từ trong nước cho đến hải ngoại thì anh chị cũng như tất cả mọi người bạn bè trong giới ai cũng đều theo dõi, và ai cũng rất là thương yêu một cô bé rất là dễ thương từ ở ngoài đời. Khi gặp nhau bất cứ ở đâu, trong trường hợp nào, trên show hát xuất diễn hay là ở một cái nơi trò chuyện vui vẻ, thì Si rất là dễ thương. Anh chị em tất cả mọi người đều mến mộ Phi Nhung. Riêng Philip Nam cũng vậy, cũng rất là thích mến và yêu một người rất là yêu nghệ thuật từ lĩnh vực ca nhạc cho đến lĩnh vực cải lương. Và trên sân khấu hài cũng vậy, Phi Nhung rất là tuyệt vời, một người nghệ sĩ và đa dạng. Mà bây giờ đi đến cái giai đoạn mà cái hoàn cảnh cô phải ra đi, thật là vô cùng tiếc thương trong cái việc đó. Không phải là riêng Philip Nam, ban cổ nhạc phương Nam, mà hầu như tất cả người khán giả ái mộ Phi Nhung từ trong nước đến hải ngoại. Thì thôi, cuộc đời đến rồi sẽ đi, thì không biết nói gì hơn. Thì Philip Nam cũng xin cầu nguyện cho hương hồn em, nữ ca sĩ, nghệ sĩ Phi Nhung sớm về với đất Phật, và mong gặp lại một kiếp sau. Giống như tất cả những người nghệ sĩ chúng ta thì ai cũng có mơ ước thêm một kiếp sau nữa cả. Nếu mà có được kiếp sau thì cũng rất muốn làm những người nghệ sĩ nữa. Thì hy vọng lúc đó anh em chúng ta sẽ gặp lại Phi Nhung một lần nữa. Vâng, cảm ơn tất cả quý vị. Dạ, xin cảm ơn ạ. Dạ. Quý vị vừa nghe đó là tâm tình của Mắt Ngọc Đáng, chị Cẩm Thu cũng như là anh Philip Nam gửi ra điều với chị Phi Nhung trong ngày hôm nay. Và vâng, rất cảm ơn quý vị. Phải không? Chú là chú Dũng á. Hôm qua chú nhận được cái tin từ tin nhắn của con á. Chú Dũng TD Media. Và hôm nay chú cũng đưa liên tục về mẹ con á. Thì chú thành tiếng mà tiếng là tụi con tụng kinh gì chú? Dạ dạ chú. Con cho chú vài lời cảm tưởng của con, cũng như là con nói cảm ơn khán giả, tại vì chú cũng đưa những cái thông tin về cái CD của con này kia đó, làm người ta coi rất là nhiều. Con muốn làm cái tiếp theo cái công việc của mẹ con đó. Dạ. Dạ thì con tính là cái cúng dường cái mà người ta không có tặng bông, người ta sẽ cho tiền nữa, thì con nữa sẽ về Việt Nam cho mấy đứa nhỏ mà mất cha mẹ vì Covid đó. Thế là bên đây thì chùa nói là chùa sẽ mở một cái trường Việt ngữ cho mấy đứa bé. Nên mẹ sẽ thích lắm, nên bằng phần nữa kia là sẽ giúp thầy để sử dạy cái chùa đó cho mấy đứa bé học. Thứ nhất là chú cũng chia buồn cùng con nha. Và con có đôi lời với những người khán giả khắp mọi nơi rất là quan tâm và gửi những lời cầu nguyện cho chị Phi Nhung. Con xin cảm ơn mọi người đã dành yêu thương và phù hộ cho mẹ con.
nên là mẹ con chú nói mẹ sẽ biết, mẹ sẽ vui lắm. Rồi, chú cảm ơn con nha. Dạ, cảm ơn chú. Cố gắng con nha. Dạ, cảm ơn chú. Thôi ơi, em đang buồn ai lắm phải không? Má sao ngồi khóc cho mà phải má hồng. Bầu ơi, em đừng khóc. Bầu ơi, em nhìn coi. Tất cả kia rồi, người ta mong thấy em cười. Vòng quay đêm nay là con số gì đây? Từng vòng quay mà nhớ như đời sẽ thét ngày. Bầu ơi em đừng lo, như trai cười khấn. Khán giả thương mình thì còn sân khấu lung linh.